Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 8. Sau điều đó, David đánh bại dân Philippines, bắt phục chúng nó và cất quyền kinh đô khỏi chúng nó. Người cũng đánh dân Moab, bắt chúng nằm dài trên đất mà lấy dây đo, đo 2 giây để giết, rồi đo 1 giây để sống. Như vậy, dân Moab phải phục David và đóng thuế cho người. David cũng đánh Hadadeser, con trai của Rehob, vua Soba, đang khi người đi đặng lấy lại quyền quản hạt trên sông Euphrates. David bắt của người 1.700 lính kỵ và 20.000 lính bộ, cắt nhượng ngựa của các xe, chỉ để dành cho chúng nó 100 cỗ xe mà thôi. Dân Syri ở Damas đến tiếp trợ Hadadeser, vua Soba. David bèn giết chúng nó 22.000 người. Kế đó, người lập đồn trong Damas, xứ Syri. Dân Syri phục dịch David và nộp thuế. Hễ nơi nào David đi đến thì Đức Giê-hô-va cho người được thắng. David lấy những thuẫn bằng vàng của các đầy tớ Hadadeser mang mà gửi đến Jerusalem. Ở Bê-tách và Bê-rô-tôi, hai thành của Hadadeser, vua cũng đoạt lấy đồng rất nhiều. Thôi, vua Hamát hay rằng vua David đánh bại cả đạo binh của Hadadeser, bèn sai Joram, con trai mình, đến vua David đặng chào mừng và tặng khen người đã đánh bại Hadadeser, vì Hadadeser hằng đánh giặc cùng Thôi. Joram đem dâng những chậu bằng bạc, bằng vàng và bằng đồng. Vua David cũng biệt các món này riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, y như người đã biệt riêng ra thánh bạc và vàng của các dân tộc mà người đã bắt phục, tức là dân Syri, dân Moab, dân Ammon, dân Philippines và dân Amalek. Người cũng làm như vậy về của giặc, lấy nơi Hadadeser, con trai của Rehob, vua xứ Soba. Sau khi thắng dân Syri trở về, David lại nổi danh tiếng vì đánh giết 1.800.000 dân Edom trong trũng muối. Người lập đồn trong khắp xứ Edom và cả xứ Edom phải phục David. Như vậy, Đức Giê-hô-va khiến cho David được thắng khắp nơi nào người đi đến. David làm vua trên cả Israel, cai trị cả dân sự mình cách ngay thẳng và công bình. Joab, con trai Seruya, làm quan tổng binh. Josaphat, con trai Ahilud, làm quan thái sử. Sa-đốc, con trai Ahitub, và Ahimelech, con trai Abiatha, làm thầy tế lễ, và Seraya làm ký lục. Benaya, con trai Jehoiada, làm quan trưởng dân Kerethit và dân Phelethit. Còn các con trai David làm tể tướng vua. Chương 9. Bây giờ David nói rằng: có người nào của nhà Saul còn sống chăng? Ta muốn vì cớ Jonathan mà làm ơn cho người. Vả, có một tôi tớ của nhà Saul tên là Sipba. Người ta gọi nó đến cùng David. Vua hỏi: ngươi là Sipba chăng? Người thưa: phải, ấy là tôi, kẻ đầy tớ vua. Vua tiếp rằng: chẳng còn có người nào về nhà Saul sao? Ta muốn lấy ơn của Đức Chúa Trời mà đãi người. Sipba thưa cùng vua rằng: còn một người con trai của Jonathan bị tật hai chân. Vua hỏi rằng: người ở đâu? Sipba thưa rằng: người ở trong nhà Maki, con trai Amien, tại Lodeba. Vua David bèn sai tới nhà Maki, con trai Amien, tại Lodeba mà đòi người đến. Khi Mephibosheth, con trai của Jonathan, cháu Saul, đã đến bên David, thì sấp mình xuống đất và lại. David nói: ớ Mephibosheth, người thưa, có tôi tớ vua đây. David nói cùng người rằng: chớ sợ, ta muốn làm ơn cho ngươi
vì cớ Jonathan cha ngươi. Ta sẽ trả lại cho ngươi những đất của Saul-lơ ông nội ngươi, và ngươi sẽ ăn chung bàn ta luôn luôn. Mephibosheth bèn lại mà nói rằng, kẻ tôi tớ vua là gì mà vua lại đói mắt đến một con chó chết như tôi đây? Vua bèn gọi Siba, tôi tớ của Saul-lơ mà nói rằng, ta đã ban cho con trai chủ ngươi mọi tài sản thuộc về Saul-lơ và nhà người. Vậy ngươi cùng các con trai và tôi tớ ngươi phải cày đất đó cho người, rồi nộp hoa lợi đất sinh sản, hầu cho con trai chủ ngươi có bánh ăn. Mephibosheth, con trai chủ ngươi, sẽ ăn chung bàn ta luôn luôn. Vả, Siba có 15 con trai và 20 tôi tớ. Siba thưa cùng vua rằng, kẻ tôi tớ vua sẽ làm mọi điều vua chúa tôi dặn biểu. Ấy vậy, Mephibosheth ăn chung bàn David như một con trai của vua vậy. Mephibosheth có một con trai nhỏ tên là Mica, và hết thảy những người ở trong nhà Siba đều là tôi tớ của Mephibosheth. Mephibosheth ở tại Jerusalem bởi vì người ăn luôn chung bàn của vua. Người bị què hai chân. Chương 10. Sau việc ấy, vua dân Ammon băng và Hanun, con trai người kế vị. David nói, ta muốn làm ơn cho Hanun, con trai của Nahash, như cha người đã làm ơn cho ta. Vậy, David sai tôi tớ mình đi đến an ủi người về sự chết của cha người. Các tôi tớ của David đến trong xứ của dân Ammon. Nhưng các quan trưởng của dân Ammon nói cùng Hanun, chúa mình rằng, ông tưởng rằng David sai những kẻ an ủi đến cùng ông là vì tôn kính cha ông sao? David sai những tôi tớ người đến cùng ông, há chẳng phải vì muốn xem xét thành, do thám nó đặng phá diệt đi chăng? Vậy, Hanun bắt các tôi tớ của David, cạo phân nửa râu họ, cắt phân nửa quần áo cho đến nửa thân mình, đoạn cho họ đi về. Có người thuật lại việc ấy cùng David, người bèn sai kẻ đi đón mấy người ấy, vì họ lấy làm hổ thẹn lắm. Vua sai bảo rằng, hãy ở tại Jericho cho đến chừng râu của các ngươi đã mọc lại, đoạn các ngươi sẽ trở về. Khi dân Ammon thấy mình bị David gớm ghét, bèn sai người đi chiêu mộ dân Syri ở Bet-Rehob và ở Soba, số chừng 2 vạn lính bộ, lại chiêu mộ vua Ma-a-ca với 1.000 người và 1.200.000 người ở xứ Tob. David hay được điều đó, liền sai Joab với các dõng sĩ của đạo binh mình đi đánh chúng nó. Dân Ammon kéo ra dàn trận tại nơi cửa thành, còn dân Syri ở Soba và ở Rehob, những người ở Tob và ở Ma-a-ca đều đóng riêng ra trong đồng bằng. Joab thấy quân giặc hãm đánh đằng trước và đằng sau, bèn chọn người lính trong đạo tinh binh Israel và dàn binh đó ra cùng dân Syri. Còn binh còn lại, người trao cho Abishai em mình đặng bày trận đối cùng dân Ammon. Người nói cùng Abishai rằng, nếu dân Syri mạnh hơn anh, em sẽ đến giúp anh. Nhưng nếu dân Ammon mạnh hơn em, anh sẽ đến giúp em. Hãy vững lòng bền chí đánh giặc cách can đảm vì dân sự ta và vì các thành của Đức Chúa Trời chúng ta. Nguyện Đức Giê-hô-va làm theo ý Ngài lấy làm tốt. Đoạn, Joab với quân lính theo người đều đến gần, giao chiến cùng dân Syri. Chúng chạy trốn trước mặt người. Bây giờ, vì dân Ammon thấy dân Syri chạy trốn, thì chúng cũng chạy trốn khỏi trước mặt Abishai và vào trong thành. Joab lìa khỏi dân Ammon mà trở về Jerusalem. Dân Syri thấy mình bị dân Israel đánh bại, bèn nhóm hiệp lại. Hadarese sai chiêu dân Syri ở bên kia sông. Chúng nó đến Helam, có Sô-bác làm tổng binh của Hadarese quản xuất. Nghe tin này, David hiệp lại hết thảy Israel, đi ngang qua Giô-đanh, kéo đến Helam. Dân Syri dàn trận đối cùng David và giao chiến cùng người. Nhưng chúng chạy trốn trước mặt Israel. David giết 700 xe binh của dân Syri và 4 muôn lính kỵ. Người cũng giết Sô-bác, tổng binh của chúng nó, và nó chết tại đó.
khi các vua chư hầu của Hadarese thấy mình bị Israel đánh bại, thì lập hòa cùng Israel và phục dịch họ. Dân Syri không còn dám giúp dân Ammon nữa. Chương 7. Bây giờ, các người Pha-ri-si và mấy thầy thông giáo từ thành Jerusalem đến nhóm lại cùng Đức Chúa Giê-xu. Thấy một vài môn đồ Ngài dùng tay chưa tinh sạch mà ăn, nghĩa là không rửa tay. Và người Pha-ri-si và người Giu-đa thường giữ lời truyền khẩu của người xưa, nếu không rửa tay cẩn thận thì không ăn. Khi họ ở chợ về, nếu không rửa cũng không ăn. Họ lại còn theo lời truyền khẩu mà giữ nhiều sự khác nữa, như rửa chén và bình bằng đất hoặc bằng đồng. Vậy, các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo hỏi Ngài rằng, sao môn đồ thầy không giữ lời truyền khẩu của người xưa, dùng tay chưa tinh sạch mà ăn như vậy? Ngài đáp rằng, hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm. Như có chép rằng, dân này lấy môi miếng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ lời truyền khẩu của loài người. Ngài cũng phán cùng họ rằng, các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời đặng giữ theo lời truyền khẩu của mình. Vì Môi-se có nói, hãy tôn kính cha mẹ ngươi. Lại nói, ai rủa sả cha mẹ thì phải bị giết. Nhưng các ngươi nói rằng, nếu ai nói với cha hay mẹ mình rằng, mọi điều tôi sẽ giúp cha mẹ được thì đã là Corban, nghĩa là sự dâng cho Đức Chúa Trời. Vậy, người ấy không được phép giúp cha mẹ mình sự gì nữa. Dường ấy, các ngươi lấy lời truyền khẩu mình lập ra mà bỏ mất lời Đức Chúa Trời. Các ngươi còn làm nhiều việc khác nữa giống như vậy. Bây giờ, Ngài lại kêu toàn dân mà phán rằng, các ngươi ai nấy hãy nghe ta và hiểu. Chẳng sự gì từ ngoài người vào trong có thể làm dơ dáy người được, nhưng sự gì từ trong người ra, đó là sự làm dơ dáy người. Khi Ngài vào trong nhà, cách xa đoàn dân rồi, môn đồ hỏi Ngài về lời thí dụ ấy. Ngài phán rằng, vậy chứ các ngươi cũng không có trí khôn sao? Chưa hiểu chẳng có sự gì ở ngoài vào trong người mà làm dơ dáy người được sao? Vả sự đó không vào lòng người, nhưng vào bụng, rồi bị bỏ ra nơi kín đáo. Như vậy làm cho mọi đồ ăn được sạch. Vậy Ngài phán, hễ sự gì từ người ra, đó là sự làm dơ dáy người. Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người. Đoạn, Ngài từ đó đi đến bờ cõi thành Tyre và thành Sidon. Ngài vào một cái nhà, không muốn cho ai biết mình, song không thể ẩn được. Vì có một người đàn bà, con gái người bị tà ma ám, đã nghe nói về Ngài, tức thì vào gieo mình dưới chân Ngài. Đàn bà ấy là người Grec, dân Syrophenici. Người xin Ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái mình. Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng, hãy để con cái ăn no nê trước đã, vì không lẽ lấy bánh của con cái quăng cho chó. Xong người đáp lại rằng, lạy Chúa, hẳn vậy rồi, nhưng mà chó dưới bàn ăn mấy miếng bánh vụn của con cái. Ngài bèn phán, hãy đi, vì lời ấy quỷ đã ra khỏi con gái ngươi rồi. Khi người trở về nhà, thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã bị đuổi khỏi. Đức Chúa Giê-xu lìa bờ cõi thành Tyre, qua thành Sidon và trải địa phận Decapolơ đến biển Galilee. Người ta đem một người điếc và ngọng đến cùng Ngài, xin Ngài đặt tay trên người. Ngài đem riêng người ra, cách xa đám đông, rồi để ngón tay vào lỗ tai người và thấm nước miếng sức lưỡi người. Đoạn, Ngài ngửa mặt lên trời thở ra mà phán cùng người rằng, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai được mở ra, lưỡi được thông thả, người nói rõ ràng. Đức Chúa Giê-xu cấm chúng chớ nói điều đó cùng ai. Sau Ngài càng cấm, người ta lại càng nói đến nữa.
chúng lại lấy làm lạ quá đỗi mà rằng: Ngài làm mọi việc được tốt lành, khiến kẻ điếc nghe, kẻ câm nói vậy. Chương 8. Những ngày đó lại có một đoàn dân đông theo Đức Chúa Giêsu. Vì chúng không có chi ăn nên Ngài kêu các môn đồ mà phán rằng: Ta thương xót đoàn dân này, vì đã 3 ngày nay không rời bỏ ta và chẳng có gì ăn. Nếu ta truyền cho nhịn đói trở về nơi họ ở, dọc đường chắc sẽ kém sức vì có mấy người đã đến từ nơi xa. Môn đồ thưa rằng: Có thể kiếm bánh đâu được trong đồng vắng này cho chúng ăn no ư? Ngài hỏi: Các ngươi có bao nhiêu bánh? Thưa: Có 7 cái. Ngài bằng biểu đoàn dân ngồi xuống đất, đoạn lấy 7 cái bánh tạ ơn, rồi bẻ ra trao cho môn đồ để phân phát, thì môn đồ phân phát cho đoàn dân. Môn đồ cũng có mấy con cá nhỏ. Đức Chúa Giêsu tạ ơn rồi cũng khiến đem phân phát như vậy. Ai nấy ăn no nê, rồi người ta thâu được 7 giỏ những miếng thừa, và những người ăn đó ước chừng 4.000 người. Đức Chúa Giêsu cho chúng về, rồi liền vào thuyền với môn đồ sang xứ Đa-ma-nu-tha. Có mấy người Pha-ri-si đến đó cãi lẽ với Ngài, muốn thử Ngài thì xin một dấu lạ từ trên trời. Đức Chúa Giêsu than thở trong lòng mà rằng: Làm sao dòng dõi này xin dấu lạ? Quả thật ta nói cùng các ngươi, họ chẳng được ban cho một dấu lạ nào. Ngài bèn bỏ họ trở vào thuyền mà qua bờ bên kia. Vả môn đồ quên đem bánh theo, trong thuyền chỉ có 1 cái bánh mà thôi. Ngài răn môn đồ rằng: Hãy giữ mình cẩn thận về men người Pha-ri-si và men đảng Hê-rốt. Môn đồ nói cùng nhau rằng: Ấy là vì chúng ta không có bánh. Nhưng Đức Chúa Giêsu biết điều đó thì phán rằng: Sao các ngươi nói cùng nhau rằng đó là tại các ngươi không có bánh? Chớ các ngươi còn chưa nghe, chưa hiểu sao? Các ngươi có lòng cứng cỏi luôn ư? Các ngươi có mắt mà sao không thấy, có tai mà sao không nghe? Các ngươi lại không nhớ hay sao? Khi ta bẻ 5 cái bánh cho 5.000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa: 12 giỏ. Còn khi ta bẻ 7 cái bánh cho 4.000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa: 7 giỏ. Ngài phán: Các ngươi còn chưa hiểu sao? Kế đó, Đức Chúa Giêsu và môn đồ đi đến làng Bethsaida. Người ta đem cho Ngài một người mù và cầu xin Ngài rờ đến người. Ngài bèn nắm tay người mù, dắt ra ngoài làng, thấm nước miếng trên mắt người, đặt tay trên người và hỏi có thấy chi không. Người mù ngó lên rồi thưa rằng: Tôi thấy người ta và nhìn họ đi giống như cây. Rồi Đức Chúa Giêsu lại đặt tay trên mắt người, người nhìn xem được sáng mắt, thấy rõ ràng cả thảy. Đức Chúa Giêsu khiến người về nhà và truyền rằng: Đừng trở vào trong làng. Khi Đức Chúa Giêsu đi khỏi đó với môn đồ mình, đến trong các làng gần thành Cesare Philip, dọc đàng, Ngài hỏi môn đồ rằng: Người ta nói ta là ai? Thưa rằng: Kẻ thì nói là Giăng Báp Tít, người thì nói là Eli, kẻ khác thì nói là một trong các đấng tiên tri. Ngài hỏi: Nhưng các ngươi thì nói ta là ai? Phi-e-rơ thưa rằng: Thầy là Đấng Christ. Đức Chúa Giêsu bèn cấm ngặt môn đồ chớ nói sự mình cùng ai hết. Bây giờ Ngài khởi sự dạy môn đồ rằng con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, sau 3 ngày phải sống lại. Ngài nói tỏ tường điều đó với môn đồ. Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra mà can gián Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu xây lại ngó môn đồ và quở Phi-e-rơ rằng: Hỡi quỷ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Đoạn, Ngài kêu dân chúng và môn đồ mà phán rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư? Vì
giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi này. Hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta, thì con người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh. Thi Thiên 86. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy nghiêng tai qua nhậm lời tôi, vì tôi khốn cùng và thiếu thốn. Xin bảo hộ linh hồn tôi, vì tôi nhân đức. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy cứu kẻ tôi tới Chúa vẫn nhờ cậy nơi Chúa. Chúa ơi, xin thương xót tôi, vì hằng ngày tôi kêu cầu Chúa. Xin hãy làm vui vẻ linh hồn kẻ tôi tới Chúa, vì Chúa ơi, linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa. Chúa ơi, Chúa là thiện, sẵn tha thứ cho, ban sự nhân từ dư dật cho những người kêu cầu cùng Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy lắng tai về lời cầu nguyện tôi, dù nghe tiếng nài xin của tôi. Trong ngày gian truân, tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa, vì Chúa nhậm lời tôi. Chúa ơi, trong vòng các thần không có ai giống như Chúa, cũng chẳng có công việc gì giống như công việc Chúa. Hết thảy các dân mà Chúa đã dựng nên sẽ đến thờ lại trước mặt Chúa và tôn vinh danh Chúa, vì Chúa là rất lớn, làm những sự lạ lùng. Chỉ một mình Chúa là Đức Chúa Trời mà thôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài, thì tôi sẽ đi theo sự chân thật của Ngài. Xin khiến tôi một lòng kính sợ danh Ngài. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi hết lòng ngợi khen Chúa, tôn vinh danh Chúa đến mãi mãi. Vì sự nhân từ Chúa đối cùng tôi rất lớn, và Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi âm phủ sâu hơn hết. Hỡi Đức Chúa Trời, những kẻ kiêu ngạo đã giấy nghịch cùng tôi, một lũ người hung bạo tìm hại mạng sống tôi. Chúng nó chẳng để Chúa đứng trước mặt mình. Nhưng, Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và làm ơn, chậm nóng giận, có sự nhân từ và sự chân thật dư dật. Ôi, cầu Chúa đoái xem tôi và thương xót tôi. Xin hãy ban sức lực Chúa cho tôi tớ Chúa và cứu con trai của con đòi Chúa. Xin Chúa ra một dấu hiệu chỉ về ơn Chúa đối cùng tôi, hầu cho kẻ ghét tôi được thấy dấu ấy và bị hổ thẹn. Vì Đức Giê-hô-va ơi, chính Ngài đã giúp đỡ và an ủi tôi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày.
Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡnglinhcodoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.